Florentino Perez. Có lẽ khi nhắc đến cái tên này, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một quý ông lịch lãm, sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng, thường ngồi trên khán đài Santiago Bernabeu. Một con người có vẻ ngoài không khác gì một ông trùm mafia. Một người có thể được so sánh với Vito Corleone của bộ phim Bố Già nổi danh của Mario Puzo. Trong quá khứ cũng như hiện tại, địa vị của ông trùm môi giới bất động sản trong bóng đá Tây Ban Nha chưa bao giờ bị suy xuyển, kể cả khi Perez được nêu tên trong nhóm phản loạn tách ra khỏi UEFA để thành lập một siêu giải đấu, ý tưởng đã gây tranh cãi xuyên suốt của làng bóng đá châu Âu. Florentino Perez vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có cùng với cái danh tiếng và sự lịch lãm mà ông đã mang theo mình từ lâu. Dù là trong cách ông bào chữa cho mình trên truyền hình, đến những lời của ông trên mặt báo, tất cả đều thể hiện rõ những sự lọc lõi và thông minh. Một người đã có thâm niên nhiều năm trên thương trường và cả cầu trường. Tuy nhiên, hình tượng của bố già Florentino Perez trong lòng người hâm mộ Real Madrid đang có nguy cơ sụp đổ khi một đoạn băng ghi âm được lộ ra vài ngày trước. Cụ thể, đó là một đoạn ghi âm vào năm 2006. Trong đoạn ghi âm này, Perez được cho là đã dành rất nhiều lời không hay về các công thần, đặc biệt là Raul Gonzalez và Iker Casillas, những người được cho là thánh nhân tại sân Santiago Bernabeu. Vậy, Perez đã nói gì trong đoạn ghi âm đó? Vì sao phải đến lúc này đoạn ghi âm đó mới được rò rỉ? Nhưng câu hỏi quan trọng nhất đó là chúng ta có thể đưa ra được những kết luận gì về chủ tịch của Real Madrid sau khi đã biết được những thông tin này? Perez đã nói gì trong đoạn băng đó? Theo nguồn tin của Marca dẫn lại từ trang tin El Confidencial, nguồn gốc của đoạn ghi âm được ghi lại vào năm 2006. Chủ tịch của Real Madrid thời điểm đó đã chia sẻ những bức xúc về Raul Gonzalez và Iker Casillas. Cụ thể, ông đã nói về hai cầu thủ này như sau: Casillas, nào phải thủ môn kiểu Real Madrid, tôi biết nói gì bây giờ. Thằng nhóc chưa và sẽ không bao giờ là thủ môn theo kiểu Real Madrid. Nó thật sự là một thất bại với chúng tôi. Vấn đề ở đây, đó là ai cũng yêu thương nó, ai cũng nói chuyện với nó và ủng hộ nó. Nó là một thằng lừa đảo lớn nhất ở đây bên cạnh thằng Raul. Có thể nói, ở Real Madrid, hai thằng lừa đảo lớn nhất là Raul và tiếp theo là Casillas. Tiếp theo, Perez nói về các cầu thủ của Real Madrid, những người ông cho là rất ích kỷ và không đáng tin. Cụ thể, ông nói: lũ cầu thủ rất ích kỷ, các anh sẽ không thể nào tin tưởng được chúng được cái gì. Nếu đặt lòng tin vào chúng, các anh sẽ phạm sai lầm lớn. Khi ấy, chúng sẽ khiến các anh thất vọng cho xem. Lố bịch thực sự, tôi có tư tưởng rất xấu về lũ cầu thủ. Bối cảnh của cuộc phỏng vấn. Theo Marca, cuộc phỏng vấn này được thực hiện trong khoảng thời gian Perez đã rời khỏi chức vụ chủ tịch Real Madrid. Một quyết định được đưa ra sau khi ông nhận thấy được chiến lược Galacticos của mình không được như ý, nếu không muốn nói là thất bại thảm hại. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn vừa được lộ ra, Florentino Perez cũng cho biết Raul Gonzalez chính là tác nhân lớn nhất dẫn tới việc ông phải rời khỏi nhịp sở. Ai là người đã tiết lộ đoạn ghi âm? Theo phiên bản tiếng Anh của trang tin Sport, người đã lộ ra những thông tin này đó là Jose Antonio Abellan, một người dẫn chương trình cho kênh Radio La Hungla Radio. Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là một kênh radio rừng rậm, một trong những kênh radio hàng đầu về vấn đề bóng đá tại xứ sở Bò Tót. Ngoài ra, Jose Antonio Abellan còn là một cây viết quen mặt với đài Radio Cadena Cop và ABC Punto Radio, những kênh radio được theo dõi nhiều nhất ở Tây Ban Nha trong quá khứ cũng như hiện tại. Chủ tịch Real Madrid đã phản ứng ra sao? Sau khi nhận được những thông tin về đoạn ghi âm của cuộc phỏng vấn của mình bị lộ cho tờ El Confidencial, người quyền lực nhất của sân Bernabeu đã đưa ra một thông cáo về vụ việc. Dưới đây là toàn văn những gì ông đã viết ra trong thông cáo đó. Sau khi biết được bài báo đăng trên tờ El Confidencial có những lời bình luận mà họ cho rằng là tôi đã nói, tôi tin rằng mình cần phải nêu rõ ra những điều sau. Những câu nói trên là một phần của cuộc trò chuyện được thu âm trong bí mật bởi ông Jose Antonio Abellan, người đã cố gắng bán những đoạn thu âm này trong nhiều năm mà không thành công. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên rằng phải đến hôm nay, El Confidencial mới đăng chúng lên. Chúng là những lời trích dẫn được cắt ra từ những cuộc nói chuyện có ngữ cảnh rộng hơn. Tôi có thể hiểu rằng việc này đến bây giờ mới được đăng là có dính líu đến vụ Super League của tôi gần đây, một vụ việc mà tôi cũng góp phần trong đó. Ở thời điểm hiện tại, tôi đang nhờ luật sư của mình theo dõi vụ việc để đưa ra những quyết định trong tương lai. Jose Antonio Abellan đã phản ứng ra sao? Ngay sau khi thông cáo của chủ tịch Perez được đưa ra, Jose Abellan đã đăng trên Twitter với những dòng văn đầy bức xúc. Mới vừa trở về từ chuyến dạo chơi quanh đồi với hai chú chó John và Rose của tôi, thế mà tôi đã trở thành tâm điểm của một trò hề. Thật điên rồ, những gì tôi đã đăng có thể tìm được trong cuốn sách của tôi được phát hành vào năm 2015. Những cuộc tấn công nhằm vào Real Madrid. Perez
chẳng hề đưa ra lời giải thích. Thay vào đó, ông ấy chỉ muốn nhắm vào người mà ông ta cho là sứ đồ. Tôi sẽ giải thích vào ngày mai trên kênh radio của mình là La Hungla. Một kết luận tạm thời cho vụ việc. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Florentino Perez đã có những cách đối xử không tốt với những công thần. Đơn cử như trường hợp Claude Makélélé, người mà đến sau này, Perez vẫn còn tiếc nuối mỗi khi nhắc đến. Hay Keylor Navas, thủ môn từng là bức tường thành vững chãi của Real Madrid trong giai đoạn hậu Iker Casillas và là nhân tố quan trọng trong 3 chiếc vô địch Champions League. Ngoài ra, còn phải kể đến Sergio Ramos, Rafael Varane hay Zinedine Zidane, những người mới đây đã rời khỏi sân Bernabeu vì những mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng hình ảnh của Perez trong mắt người hâm mộ Real Madrid sẽ không bao giờ bị suy xuyển. Bởi lẽ, trong kỷ nguyên thành công nhất của câu lạc bộ tính từ năm 2013 cho đến nay, Florentino Perez chính là người có công sức lớn nhất vào 4 chiếc vô địch Champions League, trong đó có 3 mùa giải liên tiếp. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải kể đến 3 chiếc vô địch La Liga. Cùng với đó là rất nhiều những ngôi sao đã cập bến Real Madrid đã đi lên từ cấp độ trẻ như Vinicius Jr., Federico Valverde, Martin Odegaard và đặc biệt là Gareth Bale, cái tên đã đóng góp những màn thắng quan trọng ở trận chung kết Champions League. Còn về phần Iker Casillas, dù là một biểu tượng của sân Bernabeu, nhưng sau những rắc rối mà anh gây ra với Jose Mourinho, cùng với đó là rất nhiều lần anh nổi loạn cùng các công thần, có lẽ các Madridista, đặc biệt là nhóm cổ động viên cuồng nhiệt Ultras Sur, những người rất mực tôn sùng Mourinho, đã cảm thấy chán ngấy với Iker Casillas. Có thể thấy rõ điều đó qua cách Real Madrid chia tay huyền thoại một thời của mình một cách lạnh nhạt ở cuối mùa giải 2014-2015. Tiếp theo là Raúl. Không thể phủ nhận những gì mà chủ tịch Perez nói về Raúl có phần nặng nề. Nhưng xin hãy nhớ kỹ cho, chủ tịch Real Madrid đã nói rằng những gì mà ông nói trong đoạn ghi âm đó đã được cắt xén ra khỏi ngữ cảnh nhằm chống lại ông sau vụ việc Super League. Còn thực sự, chúng ta vẫn có thể thấy sự yêu mến của ông dành cho huyền thoại một thời của sân Bernabeu. Hãy tự đặt ra một câu hỏi, nếu Perez thực sự ghét bỏ Raúl như những gì báo chí đồn đoán, liệu ông có thể chào đón Raúl trở lại sân Bernabeu, thậm chí trao cho anh chức vụ huấn luyện viên đội trẻ Castilla? Câu trả lời chắc chắn là không. Tự chung lại, chúng ta, những độc giả chỉ có thể lắng nghe và tìm hiểu thông tin từ những tờ báo, nên nhìn nhận những vấn đề theo nhiều phía. Bởi lẽ, ở cái thời mà một lời nói có thể được bẻ theo nhiều hướng khác nhau bởi truyền thông, chắc chắn chúng ta sẽ bị cuốn vào những tranh luận không đáng có. Một miếng mồi ngon cho những lượt click của giới truyền thông vốn dựa rất nhiều vào những tin bài giật gân ăn khách. Có lẽ, có những gì đã nêu ra ở video này, chúng ta có thể phần nào hiểu rõ những gì mà ngài Perez đang phải trải qua trong những ngày gần đây. Những thứ có thể sẽ gây hại rất nhiều tới hình ảnh của ông trong tương lai, thậm chí trở thành thứ chống lại ông sau cuộc chiến ly khai khỏi UEFA. Tuy nhiên, như đã đề cập, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng với một cái đầu lọc lõi của một nhà đầu tư bất động sản cùng với tư duy của một người làm bóng đá rất lâu năm, chắc chắn Perez sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề êm đẹp và nhanh gọn, hợp tình hợp lý như cách mà ông đã đối xử với Raúl González và Iker Casillas, những người đã cùng vào sinh ra tử với ông ở thời kỳ hoàng kim cũng như thời kỳ đen tối của đội chủ sân Bernabeu.